Hello cả nhà. Khoa nè. Hôm qua tới bây giờ thì Khoa xem rất nhiều YouTube của Ma Hai nói về hành trình của đi giúp Kim Ngân. Thì Khoa có một cái chứng kiến như thế này quý vị. Cả nhà mình hãy để cho gia đình của bên phía cô Kim Ngân lên tiếng, bên phía cô Danh Ca lên tiếng, bên phía của sư cô lên tiếng, để chúng ta sẽ thấy được cái mặt trái và mặt phải của vấn đề. Thực tình ra mà Khoa nói đó quý vị, bệnh của cô Kim Ngân thì nếu mà quý vị muốn biết á, là quý vị đi vào trong trung tâm bệnh viện tâm thần của Việt Nam mình ở Việt Nam, ở ngoài Biên Hòa, cũng như trung tâm bệnh viện nhiệt đới, thì quý vị biết là cái bệnh đó, nếu mà nói về cái bệnh đó thì quý vị nên vào trong đó để xem. Và đó là một trong những cái căn bệnh mà thí dụ giờ Khoa nói, nếu nếu như cái trường hợp đó cô Kim Ngân không phải là một danh ca đương thời của thập niên của những năm trước đó, một 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 danh ca của cái thời điểm trước đó, thì rõ ràng cái lượt lượt xem trên YouTube nó không có được thu hút như vậy, rõ ràng đúng không? Khoa công nhận đúng không? Giống như mấy ngày hôm nay Má Hai làm những cái YouTube về đời thường, Má Hai làm những cái YouTube về nhật ký về những người vô gia cư khác á, thì rõ ràng là không không có cái lượt xem gọi là bùng nổ như là cô Kim Ngân. Mà quý vị có nhớ là cái thời điểm mà làm cho cô Kim Ngân á, một ngày lên tới ba cái YouTube, một ngày lên tới ba cái YouTube, mà ba cái YouTube đó mỗi một cái như vậy là gần hơn 300 đến 400 ngàn view, là một ngày là 1 triệu view. Thì bây giờ Khoa chỉ nói như thế này. Nếu Má Hai nói là Má Hai khơi dậy tình thương của khán giả nhờ Má Hai mà một danh ca ngủ vùi bị lãng quên, nhờ Má Hai mà khán giả chú ý và yêu thương cô danh ca nhiều hơn. Sai. Đó là sai, một sự ngụy biện. Bởi vì quý vị biết như thế này nè. Thí dụ bây giờ em nói trường hợp thí dụ thôi. Thí dụ như gia đình của chúng ta có một cái người bệnh tâm thần như vậy, một cái người bị bệnh giống trường hợp giống như vậy. Rồi chúng ta đưa lên trên cộng đồng mạng, chắc chắn là chúng ta không được, chắc chắn chúng ta không không phải là ai, chúng ta không là cái gì trong cái xã hội này, là chúng ta không phải là cái mục tiêu và cái mục đích. Quý vị hiểu em nói không? Ai làm gì nó cũng phải có cái mục đích của họ. Mục đích của YouTube là khi mà họ làm một cái YouTube gì, họ cũng đều muốn được khán giả chú ý, được khán giả xem nhiều. Bởi vì em biết, em đã từng làm việc với người đó và em biết cái tính của người đó như thế nào. Nên thành ra em chỉ cầu xin quý vị đừng phẫn nộ mà hãy để cho sư cô lên tiếng, gia đình của cô Kim Ngân, danh ca Kim Ngân lên tiếng, để chúng ta sẽ thấy được mặt trái mặt phải của vấn đề, cộng thêm luật pháp của Hoa Kỳ nhúng vào, thì để thấy được cái sự việc nó càng rõ ràng hơn. Thì Khoa chỉ muốn nói với quý vị, nếu như gia đình chúng ta có một người, một trường hợp tương tự như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ được đưa lên cộng đồng mạng nhiều đến như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì cô danh ca là từng nổi tiếng của một thời. Và bây giờ tại sao làm cái điều đó? Làm cái điều đó để cho khán giả thấy rằng là
tôi là cái người có thể đem một danh ca mất như vậy, vậy vậy trong khi đó bản thân của mình, trong khi đó bản thân của mình ngày càng lu mờ, trong khi đó bản thân của mình ngày càng lu mờ, thì lại mượn cái danh là đem một ca sĩ, một danh ca của quá khứ ngủ vùi để đem lên cộng đồng mạng. Gia đình của cô danh ca Kim Ngân cũng như gia đình của, nói chung là gia đình bên bên chồng cô Kim Ngân cũng như gia đình bên anh em dòng họ của cô Kim Ngân, họ không phải là dạng vừa, quý vị, họ không có phải là dạng mà thiếu thốn, họ rất có điều kiện. Và Khoa có tiếp xúc được một vài người, một vài người trong gia đình của cô, thì cô bên gia đình của cô có nói là đã rất nhiều lần gọi điện nhắn tin cho má hai là giúp thì vẫn âm thầm giúp, nhưng mà đừng đưa lên cộng đồng mạng nữa, đừng có giống như là đem lên thành một cái, tại vì quý vị hiểu hiểu ở chỗ này chưa, là càng đem lên cộng đồng mạng thì khán giả lại càng soi mói đời tư cá nhân. Mà cái đời tư cá nhân đó thì thật sự cái mục đích của mình là mục đích để giúp cho cô có một cái chỗ ăn chỗ ở, giúp cho cô có một cái viên thuốc để mà cho cô tỉnh táo hơn gì vậy. Thì bây giờ em hỏi quý vị là chúng ta có thể làm, nhưng mà có thể thí dụ như bây giờ cái cách quay đó, cái cách quay YouTube á, mình có thể thay vì mình đưa cô lên như vậy, phải không, thì mình có thể dùng một cái bông sen đó quý vị, mình để một cái góc màn hình như vậy nè, thí dụ như cô vậy thì chúng ta để cái góc màn hình của cái bông sen như vậy để che cô lại đó, để chúng ta, nhưng mà không có nhất thiết phải là ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ chạy vòng vòng, bởi vì đó là, em nói thật quý vị, vì vô trong bệnh viện á, không có bác sĩ nào mà họ ngồi họ coi hết 80 tập đâu. Không có một bác sĩ nào mà họ ngồi họ coi hết 80 cái YouTube đó để mà họ chữa bệnh cho cô hết á. Nên thành ra cái gì nói cũng là cái lý do để người ta biện minh. Nên quý vị hãy để, please, làm ơn đừng phẫn nộ nhiều quá. Hãy để cho gia đình của cô Kim Ngân lên tiếng, cũng như sư cô lên tiếng, rồi chúng ta sẽ biết rõ vấn đề nhiều hơn. Bởi vì gia đình của cô Kim Ngân đã rất nhiều lần tự trọng, và họ đã gọi điện là chúng ta có thể giúp Kim Ngân, chúng ta có thể như vậy, nhưng mà má hai khóa máy, má hai không có nghe máy, má hai tắt luôn cái máy. Nên thành ra là cả nhà hãy để cho gia đình của cô Kim Ngân được lên tiếng, được trải lòng mình, cũng như sư cô được trải lòng mình. Và mục đích chính là tìm cho cô Kim Ngân được một chỗ ở, thì bằng mọi phương tiện, bằng mọi cách thức, thì dù gì bên phía sư cô cũng đã giúp được, cũng như bên gia đình của cô Kim Ngân cũng đã giúp. Nhưng mà mỗi người có một cái cách giúp khác nhau. Thì bây giờ cả nhà phải để cho mọi người được một cái chứng kiến, họ phải nói lên đúng sự thật, rồi chúng ta sẽ biết được sự thật đúng sai. Chứ bây giờ em nói quý vị, không có một bác sĩ nào mà đưa cô Kim Ngân mà đi vô trong bệnh viện, rồi xong mà bác sĩ ngồi coi 80 tập, rồi cái thứ hai nữa là chiều cô Kim Ngân là chở cô Kim Ngân đi vòng vòng, đi vô nhà hàng, không ai đâu, bác sĩ nó không có, bác sĩ nào mà chữa trị cái kiểu đó. Mẹ em nói thẳng luôn, cũng không có một cái người nào mà gọi là y tá mà ăn tiền chính phủ mà chở cô Kim Ngân kiểu đó, không có quý vị. Cho 15 đồng một tiếng hay 20 đồng một tiếng là gì? Là ở trong nhà đó giữ cái người đó, chứ không ai mà đi dắt mà cời cời mà đổ xăng mà chở cái kiểu đó đâu. Nghe cái đó chỉ có những người mà cố tình làm YouTube, có những người mà họ cố tình họ làm nên những cái băng đĩa để mà họ thu hút cộng đồng á, thì có.
Nhưng mà còn có một cái tuyên bố nữa. Em có nghe cái tuyên bố đó là trước đó là trong cái vấn đề giữa em và Như thì má hai này có tuyên bố với lại nói chung là có tuyên bố nói là sắp chuẩn bị có một dự án lớn. Một dự án lớn là dự án gì quý vị biết không? Là quay cô Kim Ngân rồi đưa cho cô Kim Ngân bình tĩnh trở lại, rồi từ cái bình tĩnh đó rồi làm live show rồi gắn tên của mình vô để rồi bắt đầu băng đĩa lưu diễn như thế này thế khác. Nhưng nói quý vị nghe nè, người tính không có bằng trời tính, người tính không có bằng trời tính. Em chỉ hé lộ tới đây thôi, rồi quý vị có chửi em, quý vị có nói gì thì quý vị cứ vô đi, rồi để rồi em sẽ tiếp tục em phân tích cho quý vị biết là lý do tại sao và tại sao. Nha, chào cả nhà.